Xin kính chào chị em và các bạn đang dành thời gian đến với chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi phản ánh về việc triển khai thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Nhưng trước hết là những tin tức, hoạt động nổi bật của Hội phụ nữ toàn tỉnh trong thời gian qua. Mời chị em và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho 100 nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại lớp tập huấn, các nữ ứng cử viên được cung cấp các thông tin cơ bản về hệ thống chính trị ở Việt Nam, trong đó tập trung vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân, vai trò của nữ giới trong chính trị, vấn đề bình đẳng giới trong các luật hiện hành, quy trình bầu cử, vai trò và trách nhiệm của các đại biểu trúng cử, các kỹ năng cần thiết hỗ trợ cho quá trình vận động bầu cử như kỹ năng thu thập và phân tích thông tin, kỹ năng trình bày giao tiếp với cử tri trong các hội nghị tiếp xúc cử tri, chương trình hành động, cách thức xây dựng một chương trình hành động hấp dẫn, trình bày chương trình đó tại hội nghị tiếp xúc cử tri, cách thức làm việc với các cơ quan truyền thông. Thông qua lớp tập huấn, giúp các nữ ứng viên có thêm sự tự tin, trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để vận động bầu cử đạt kết quả tốt nhất trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới. Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị tổng kết giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 dự án thúc đẩy doanh nghiệp nữ Lào Cai mở rộng kinh doanh. Dự án thúc đẩy doanh nghiệp nữ Lào Cai mở rộng kinh doanh là dự án thành phần của dự án thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La, được chính phủ Australia tài trợ. Giai đoạn 1 của dự án được triển khai từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021 tại thị xã Sapa, huyện Văn Bàn và huyện Bát Sát, với mục tiêu thúc đẩy doanh nghiệp do nữ làm chủ hoặc lãnh đạo tăng tốc kinh doanh trong chuỗi giá trị nông nghiệp và du lịch. Kết thúc giai đoạn 1, đã có 15 doanh nghiệp được chọn tham gia phát triển kinh doanh, 12 đơn vị được hỗ trợ mở rộng quy mô, hoàn thiện cơ sở và dây chuyền sản xuất, 93 phụ nữ dân tộc thiểu số được tập huấn tăng năng lực kinh doanh, 427 hộ gia đình và 1.920 người hưởng lợi từ dự án. Trong giai đoạn 2, từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 9 năm 2021, cùng với 3 địa phương triển khai trong giai đoạn 1, dự án sẽ mở rộng tại 3 địa phương gồm huyện Bảo Yên, Bảo Thắng và thành phố Lào Cai. Tiêu chí không đói nghèo là một trong 8 tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động đã được Hội Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện với những cách làm sáng tạo và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Để tiêu chí không đói nghèo được thực hiện hiệu quả, Hội Phụ nữ các cấp đã quan tâm hỗ trợ hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp cận các nguồn vốn vay, khoa học kỹ thuật, tạo động lực và kết nối hỗ trợ hội viên thực hiện tiêu chí không đói nghèo. Đặc biệt, nhiều hội viên, nhất là hội viên phụ nữ người dân tộc thiểu số, đã từng bước thoát khỏi tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự quan tâm đầu tư của nhà nước. Tính đến năm 2020, toàn tỉnh đã có 1.136 hộ nghèo do hội viên phụ nữ làm chủ được giúp đỡ thoát nghèo. Thưa chị em và các bạn, thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tiến tới Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Thời gian này, Hội Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã và đang triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên và nhân dân. Sau gần 2 tháng khởi công xây dựng, ngôi nhà mái ấm tình thương của gia đình chị Nguyễn Thị Tiện, thôn Làng Lân, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí gần 90 triệu đồng. Trong đó, Hội Phụ nữ huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, còn lại là vốn của gia đình và anh em nội ngoại giúp đỡ. Qua đó đã giúp gia đình chị vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Hai mẹ con tôi là có mái ấm là vui và không biết nói gì, bác sĩ gọi là rất là phấn khởi. Thôi thì dù rằng hỗ trợ ít nhiều nhưng mà cũng được mái ấm để cho ra mẹ con tôi gọi là có mái ấm để không sợ mưa gió rột nữa rồi.
Theo kế hoạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thì trong năm 2021 này, toàn tỉnh dự kiến sẽ có thêm 18 ngôi nhà mái ấm được bàn giao cho các gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là những công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ từ hội cấp trên, Hội Phụ nữ cơ sở cũng tích cực tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tự nguyện đóng góp kinh phí để thực hiện xây nhà mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn ngay chính tại địa phương. Chị em phải biết đoàn kết, yêu thương giúp đỡ, lá lành đùm lá rách. Nên là chúng tôi cũng rất trăn trở thì thôi sức bé thì làm việc bé. Thì chúng tôi cũng giúp ngày công, rồi chúng tôi cũng thường xuyên qua lại động viên. Và về trong chi hội chúng tôi sẽ tuyên truyền trong chi hội và tất cả toàn thể các chị em trong chi hội cũng luôn đồng tình ủng hộ giúp đỡ và đóng góp một phần nhỏ về tiền để giúp đỡ cho chị em thêm để xây nhà có nơi ăn chỗ ở. Cùng với triển khai xây dựng các mái ấm tình thương, thời gian này, các cấp hội cũng phát động đến hội viên phụ nữ triển khai các công trình chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp phù hợp với điều kiện thực tế tại mỗi cơ sở hội, gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cấp hội đã hoàn thành trên 250 tuyến phố điện, trên 200 km đường hoa với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. Những công trình này đã góp phần làm thay đổi hành vi, ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan đường làng ngõ xóm và diện mạo của địa phương, góp phần thực hiện và giữ vững các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Gia đình mình ấy cũng là kinh tế với cái mức độ bình thường, nhưng mình cũng có thể là bớt chút một chút để ủng hộ với cái tinh thần chung để làm cho cái đường phố xanh sạch đẹp và có cái đèn chiếu sáng hưởng cái văn minh đô thị. Thực hiện cái kế hoạch của Trung ương hội cũng như là Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai để chuẩn bị cho Đại hội Phụ nữ cấp các xã phường cũng như là tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại biểu phụ nữ Trung ương, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Sapa cũng đã căn cứ vào kế hoạch của tỉnh và chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ 16 xã phường đóng trên địa bàn thị xã Sapa thực hiện mỗi xã một công trình để chào mừng đại hội. Và đặc biệt hơn nữa là chúng tôi cũng đã lựa chọn hai cái xã cũng như là hai cái xã mà của thị xã lựa chọn là xã về đích nông thôn mới năm 2021, thì chúng tôi cũng đã tham gia đóng góp trong cái việc đó là dọn vệ sinh các cái tuyến đường của thôn bản, và đặc biệt là đã triển khai một cái tuyến đường hoa tại thôn Hòa Sử Tán 1, xã Mường Hoa. Khi mà trồng hoa thì cũng được cái sự ủng hộ của tất cả các đoàn viên thanh niên cũng như là hội viên phụ nữ ở thôn và các đồng chí và các chủ hộ của gia đình đến tham gia. Chúng tôi thấy rằng cái cuộc mà chúng tôi vận động ngày hôm nay rất là thành công. Và khi mà được trồng hoa thì chúng tôi hội viên phụ nữ thì cũng thấy rằng là họ phân công nhiệm vụ trong thôn xã, phân công nhiệm vụ rất là chi tiết cụ thể. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là đây là một cái công trình mà để chào mừng đại hội về biểu phụ nữ sắp tới. Và tiến tới nữa là chúng tôi sẽ triển khai tiếp tục một tuyến đường hoa nữa ở tại xã Thanh Bình, cũng là một trong cái xã mà được thị xã lựa chọn về đích nông thôn mới năm 2021. Thế và hôm nay thì chúng tôi cũng đang ra mắt một cái mô hình, đó là cái mô hình câu lạc bộ về phụ nữ có mô hình nhà sạch vật đẹp đang ra mắt và sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình đó tại xã Thanh Bình và đến các xã khác. Bên cạnh các công trình chào mừng tiêu biểu, các cấp hội phụ nữ còn hưởng ứng làm những công trình phần việc thiết thực như sửa nhà, làm sân phơi, làm đường làng ngõ xóm, đổ đường bê tông, làm sân bóng chuyền hơi, rãnh thoát nước, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp. Ngoài việc tạo nên không khí rộn ràng, thông qua việc thực hiện các công trình phần việc đã giúp chị em thêm gần gũi, đoàn kết, biết tương trợ, thương yêu, giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Tới đây, thời gian dành cho chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong các chuyên mục kỳ sau.